kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Vân Anh xin chào bác sĩ Minh. Vâng, một lần nữa xin chào cô Vân Anh và quý khán thính giả của đài VNTV San Diego. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh là một vị bác sĩ rất là quen thuộc trong cộng đồng người Việt của chúng ta và được biết đến trong rất là nhiều năm vừa qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Và bác sĩ cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là khả ái của chúng ta tại San Diego, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. Thưa quý vị, lần trước bác sĩ Hồ Ngọc Minh đã chia sẻ với chúng ta một cái đề tài rất là nóng bỏng trong cuộc sống của chúng ta, là đề tài về cái sự nghiện máy tính, sự nghiện trang điện toán toàn cầu, sự nghiện cái điện thoại. Và ngày hôm nay mới nhất bác sĩ Hồ Ngọc Minh lại viết một cái bài về đề tài này nữa với cái tựa đề là giải độc vi tính. Thì ngày hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ với quý vị qua đề tài giải độc vi tính là như thế nào. Vâng, thưa quý khán thính giả, vì thực sự ra bây giờ, trước đây khi mà chúng ta nhận xét rằng là càng ngày chúng ta càng lệ thuộc vào cái điện thoại đó, thì cái đó là theo một cái nhận xét chung, nhưng mà bây giờ nó trở thành một gọi là một cái hiện tượng mà người ta coi đó nó có một cái giới hạn. Mình sẽ đi sâu vào cái giới hạn giữa một bên rằng là mình cần điện thoại cho công việc làm, và một bên là mình nghiện cái điện thoại, nghiện tất cả những gì về vi tính. Thì bây giờ người ta đã có những rất là nhiều cái gọi là những clinic, những trung tâm giải độc ha, người ta gọi là digital detox. Quý vị có thể lên quý vị Google cái chữ digital detox, tôi tạm dịch là giải độc vi tính, nhưng mà cái chữ digital có nghĩa là điện toán, hay là bên Việt Nam họ dùng cái chữ kỹ thuật số. Ở đây thì chúng ta hay ít khi dùng cái chữ kỹ thuật số, nhưng mà mình thông dịch gọi là một cách bóng bẩy gọi là giải độc vi tính. Ok, cái chữ detox thì quý vị đã nghe rồi, quý vị những cái phong trào như là mình uống nước juice để detox ha, gọi là để giải độc ha, hay là mình nghiện rượu ha, thì nó cũng gọi là detox. Mình nghiện ma túy nó cũng gọi là detox. Nó có những cái trung tâm, những cái clinic chuyên để mà chữa trị cho những người họ nghiện ma túy hay là nghiện rượu, những cái gọi là rehab đó. Lâu lâu mình nghe cứ lâu lâu có mấy ông tài tử cine quánh đập bộ bịch cái là rồi chuồn vô trong cái rehab đấy. Thì bây giờ nó có những cái trung tâm người ta chuyên về gọi là giải độc vi tính, tức là những người nào nghĩ là mình nghiện cái máy vi tính tới độ mà không có thể sống được thiếu nó thì tốt hơn là vô viện rehab để mà giải độc. Thì cái đó nó trở thành một căn bệnh chứ không phải là không. Tức là vấn đề là một bên rằng là một cái chuyện bình thường chúng ta cần để làm việc, và cái đường ranh nó rất là lờ mờ, khi mà chúng ta đi qua cái đường ranh bên kia nó trở thành là một cái bệnh nghiện. Thì quý vị mình phải tự gọi là phán đoán mình là mình thuộc cái phía bên nào, bên chánh hay bên tà. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào những cái hiện tượng và những cái dấu hiệu mà tại sao chúng ta nghĩ là chúng ta cần phải gọi là giảm bớt cái sự lệ thuộc vào cái hệ thống vi tính. Và tới lúc nào thì chúng ta biết là chúng ta đã bị nghiện rồi và cần phải chữa trị, phải không bác sĩ? Đó là cái sự chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay. Thưa quý vị cũng như là bác sĩ Minh, chúng ta không thể nào phủ nhận được với cái sự tiến triển của kỹ thuật ngày hôm nay, thì đời sống con người ta gắn liền với chiếc điện thoại cũng như là với mạng lưới digital. Bác sĩ Minh cũng thấy, cũng như quý vị thấy là có rất là nhiều người họ điều hành một công ty rất là lớn, những cái business của họ từ xa cũng chỉ qua một cái phone như thế này thôi. Và họ kiếm được rất là nhiều tiền. Đôi khi cũng không phải là một cái điều không tốt, không bác sĩ? Rất là đúng. Cái chuyện đó ngay chính trong gia đình của tôi, vậy tôi có người con lớn, anh này khi mà tôi đi thăm con của tôi, anh thấy tối ngày anh cầm một cái gọi là cái MacBook rồi một cái điện thoại Apple, rồi anh ngồi ở Starbucks. Tôi nói cho con làm gì mà con ngồi Starbucks như vậy, cứ điện thoại này nọ, không, con đang làm business, ok, right, mà anh điều hành một cái công ty như cả một cái công ty như vậy, là trên cái máy MacBook Pro với lại cái điện thoại, chỉ có vậy thôi, tối ngày bấm gõ bên này bấm bên kia, right, còn office của cậu ta là ở Starbucks, ok.
thì mình đó là mình thấy là cái chuyện mình không thể chối cãi chuyện đó. Yeah. Nhưng mà mình nên nghĩ rằng là khi nào mình nghĩ là mình bị nghiện, là vì nếu mình không làm, thí dụ mình một ngày 8 tiếng hay là gì đó, mà mình ngay cả trong cái thời giờ 8 tiếng đâu phải là lúc nào 8 tiếng mình cũng làm công ăn việc làm mình đâu. Yeah. Sẽ có những lúc thấy, nếu mình nghĩ rằng là thứ nhất mình không có, gọi là mình không có một cái business, một cái công việc gì đó, nói xin lỗi, bây giờ mình thuộc cái diện gọi là mình về hưu rồi. Mà nếu mình nghĩ rằng là tối ngày mình ngồi trước TV, tối ngày mình ngồi trước computer và tối ngày mình vuốt điện thoại thì cái chuyện đó là không đúng rồi. Mình không có một cái viện lẽ, một cái lý do gì mà nói là tôi cần cái điện thoại để tôi làm công việc hết. Công việc của mình tùy, công việc mình nó cần mình tới đâu. Thứ nhất thì cái đó mình có thể nói rằng là nếu mà mình nghĩ rằng là cái thời gian của mình gọi là nếu mà 2/3 là cho công việc thì cái đó là một cái sự cân bằng tối thiểu. Nhưng mà nếu mà gọi là mình 2/3 thời gian của mình chỉ ngồi để mà gọi là lướt mạng, hay là để mình ngồi mình buồn vuốt điện thoại ở trên những cái game như vậy, thì cái đó gọi là bệnh nghiện rồi. Thí dụ bây giờ nên nhớ là có những cái app, bây giờ những cái công ty lớn như là Apple, Google, lúc nào họ cũng nghĩ là tôi sẽ có tìm cách hạn chế, khuyên bà con nên hạn chế sử dụng cái app. Nhưng nên nhớ là tất cả những app đó họ đều quyến rũ người dùng, càng dùng càng nhiều càng tốt, vì càng nhiều thì họ có thể bán được những cái gọi là những cái quảng cáo này nọ. Có khi họ cho app free, nhưng mà hãy mà cứ bấm, mỗi lần mình bấm cái giống như là mình chơi máy slot machine vậy, tức là mình có những cái khoái cảm. Mình bấm nút một cái mình thấy chạy vòng 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 cái là hiện lên 3 số 7 là mình được thưởng, đúng không? Thì cũng như vậy thôi, mình mỗi lần mà mình vuốt một cái là mình thấy hiện lên cái message, hay là mình đọc được một cái chuyện gì nó vui vui, nhiều khi nó chẳng dính dáng với mình hết, nhưng mà cái đó nó trở thành là cái phản xạ, nó tạo cho mình những cái khoái cảm gọi là rất là ngắn hạn, và những cái khoái cảm nó tối ngày nó lặp đi lặp lại, thì nó theo định nghĩa nó không khác gì rằng là bệnh mình nghiện rượu hay nghiện ma túy. Thành ra mình phải nhận xét rõ là ở cái thời điểm nào là như vậy, là mình đã tới giai đoạn là mình đã nghiện. Đấy, mình sống không sống thiếu được cái điện thoại là vì mình sợ rằng là nó gọi là người Mỹ nó gọi là FOMO, tức là fear of missing out, tức là mình sợ mình thiếu một cái gì đó. Ai cũng vui chơi hết mà mình không có được cái đó. Tức là mình sợ mình gọi là gì đó vắng bóng giang hồ đó, tức là mình không có, thì cái chuyện đó là chuyện không nên, không nên lúc đó. Còn bây giờ nếu mình sợ rằng là mình một cái tin nhắn gì, một cái business gì đó, mà mình không có thể bắt kịp được, thì mình có thể mất được cái cơ hội đó. Trên thực tế cả trong trường hợp đó, người ta vẫn cho là cái đó là những cái là cái viện cớ thôi, chứ nó vì cái business cho dù nó không đến ngày hôm nay, người ta muốn mình ngày hôm sau người ta sẽ gọi lại, đừng có lo. Mình có nhiều khi tôi để ý là trong công việc làm ăn của tôi cũng vậy, có khi người ta gọi mình hôm nay nhưng mình chờ một chút ngày hôm sau, có khi người ta nghĩ rằng là mình trả giá cao cho nên người ta phải trả giá cao hơn nữa, phải không? Thì mình có khi là mình nếu mình trả lời liền có khi là mình bán rẻ đấy. Ok, thì có những cái như vậy. Nếu người ta hay nói là nếu mà người xưa mình có nói nếu mà cái của mình nó không tới, nếu nó chưa tới thì nó cũng sẽ tới thôi, đằng nào nó cũng sẽ tới. Vâng, thưa quý vị, rất là hay thưa quý vị. Vì càng ngày cuộc sống của chúng ta càng cần đến cái mạng lưới điện toán toàn cầu, cần đến cái điện thoại, giống như bác sĩ thấy đó, những cái shopping mall càng ngày càng đóng cửa, tại vì người ta mua online rất là nhiều, cho nên cái sự cần thiết của khi mà xài cái điện thoại càng ngày càng nhiều hơn nữa. Mà giống như bác sĩ nói đó, những cái app đó là những cái đầy quyến rũ mà nhiều khi ngoài cái giờ làm việc mình không có thể nào rời cái chiếc điện thoại được, không bác sĩ? Right, nhưng mà mình vẫn có thể giảm bớt. Nhưng mà nếu mà giảm được thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà Vân Anh biết là bác sĩ đã có giảm rất là nhiều trong cái cách dùng Facebook giống như ngày xưa. Dạ, bằng chứng là bây giờ bác sĩ mình là kể là vắng bóng giang hồ trên Facebook, tức là không biết. Bác sĩ có thấy nhớ không? Trong cái thời gian lúc đầu mà cảm thấy muốn vắng bóng như vậy thì có thấy nhớ một cái gì, có thấy ghiền một cái gì không bác sĩ? Thì đúng, tức là khi mình nghĩ là mình sợ rằng là bạn bè của mình người ta sẽ quên mình đi, nhưng mà cuối cùng thì tôi lại nghĩ rằng là nếu mà bằng quý thì là và cho dù mình có vắng bóng thì họ cũng sẽ trở lại thôi. Tôi để ý là chẳng hạn trên Facebook hiện tại, chẳng hạn tôi có cả ngàn người đi theo mình, nhưng mà
cuối cùng cũng chỉ khoảng đâu chừng 10 người 20 người là gọi là lúc nào cũng cũng liên lạc với mình, right? Thì một tháng mình lên Facebook một lần mình coi có gì lạ không, người ta vẫn liên lạc với mình. Và nếu mà thật sự mà bạn bè thật liên lạc với mình thì có khi họ bóc điện thoại lên họ gọi thẳng mình và nói chuyện bằng điện thoại thì mình vẫn thích nhớ hơn là nói chuyện một trên một cái mạng ảo như vậy. Vì người ta để ý rằng là nói chung một cái research cho thấy là những cái người tối ngày mà mình gọi là text message và nói chuyện trên mạng ảo, thực sự ra cái khi mà họ ra ngoài đời và tiếp xúc gọi là khi mà đối mặt người với người khi mà nói chuyện đó thì họ mất cái khả năng gọi là communication, khả năng mà mình đối thoại, nghĩa là để mình nói chuyện với người, có khi nói chuyện rất là vô duyên, right? Rất là không biết nói gì, ngượng ngùng, là vì tối ngày cứ bấm bấm và là mình type message thôi thì nó cái đó họ cái chuyện đó, có khi hoặc là ngược lại, có khi họ sống trong mạng ảo nhiều hơn, họ có tính cách là họ có khi họ kiêu ngạo nữa, tức là nói là tôi không thèm chơi với mấy người ở ngoài đời thật. Cái đó chuyện cái đó là đây là những nghiên cứu thật sự họ đúc kết, chứ không phải là bác sĩ mình nói ra nha. Vâng, rất là hay thưa quý vị. Và vừa rồi là sự chia sẻ của bác sĩ Hồ Ngọc Minh về đề tài giải độc vi tính. Tại vì cái sự mà chúng ta mê quá dùng cái điện thoại nhiều quá đó, không những là mất thời gian của chúng ta mà đôi khi cũng có ảnh hưởng đến sức khỏe, phải không bác sĩ? Dạ đúng, thì người ta để ý là khi mình sẽ mất ăn mất ngủ nha, chuyện đó có thể xảy ra, hoặc là mình ăn nhiều hơn, giống như khi trước chúng ta nói là có khi là vì những cái sợ hãi, những cái stress đó, có khi mình lại hoặc là mình thấy người ta quảng cáo đồ ăn nhiều quá mình lại ăn nhiều hơn, đấy. Bây giờ mình bấm nút cái là người ta giao đồ tới tận nhà, giao tới tận nhà đó. Đúng không? Thành ra có những cái mình phải cần mình giảm bớt. Dĩ nhiên là nếu mà công ăn việc làm thì mình xác nhận là mình phải cần công ăn việc làm, cái chuyện đó không thể tránh khỏi được. Ngay cả bây giờ y tá họ vẫn text message cho tôi, nhưng mà thường thường tôi hay để dồn lại là 2-3 tiếng trả lời lần, cái gì không quan trọng, nếu mà quan trọng thì cứ gọi thẳng bác sĩ. Ok rồi, mình tức là mình bớt đi, tức là tới cái giờ thí dụ bây giờ mình đi làm về nhà tới cái giờ mình ăn tối là rồi, không có tivi, không có computer, không có chỉ đó phone nữa, tức là ăn là ăn thôi chẳng hạn, hoặc là mình dùng những cái dịp chẳng hạn như mình đi vacation thì là thường thường là có khi mình vẫn mang theo cái điện thoại để mình sợ rằng là mình mất liên lạc này nọ. Đi tới chẳng hạn bây giờ mình đi qua bên Pháp chẳng hạn, mình phải coi thử bên nó có wifi không, điện thoại có wifi không để mình, nhưng mà cuối cùng thay vì mình dòm cảnh này nọ thì có khi mình chỉ lo chụp hình để mình đăng lên Facebook để mình phải share. Những cái chuyện đó nó không, những cái động cơ đó nó không có chính đáng, right? Tức là mình phải bớt xuống, nên dùng những cái dịp mai dịp mà mình đi xa như vậy, thay vì mình check in vô trong những cái gọi là những cái nhà thương trị bệnh viện, right? Thì mình dùng những cái chuyện mình đi xa như vậy, đi chỗ nào mà không có wifi còn nhiều còn tốt. Có thể quý vị nghĩ là tôi đã tới cái tuổi già rồi, thế ta thường thường già thì hay mình nghĩ là thôi mình kiếm nơi vắng vẻ để mình chơi, right? Thì đó là chuyện mình có thể làm được. Vì dạng nghiên cứu vẫn cho thấy rằng là sử dụng điện thoại nhiều quá, ví dụ bây giờ mình ngồi trước computer nhiều quá, nghiên cứu cho thấy mình ngồi computer, mình ngồi trước TV nhiều quá, mình giảm thọ, dễ bị đau tim, dễ bị cao máu, tiểu đường, những chuyện đó là chuyện có thật. Ra ngoài vận động nhiều hơn thì cái đó nó tức là khi nói chung giống như cái trường hợp mà mình nói là chúng ta giải độc là để mình xuống cân này nọ thì mình có khi tôi khuyên quý vị là bớt ăn xuống để mình xuống cân, thì bên này cũng vậy, mình nhịn đói để mình giảm cân, thì bên này mình nhịn một hình thức nhịn đói, tức là mình để nó bớt nghiện, từ từ nó sẽ quen. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị rất là nhiều, và hy vọng là xong chương trình ngày hôm nay, sau cái buổi nói chuyện của bác sĩ Hồ Ngọc Minh với đề tài là giải độc vi tính, thì mỗi người trong chúng ta sẽ bớt lệ thuộc vào chiếc điện thoại, cũng như là bớt dùng thời gian với chiếc điện thoại của mình, với mạng lưới điện toán, từ từ càng ngày càng ít đi, càng ngày càng ít đi, và chúng ta sẽ có thời gian để mà enjoy những cái cảnh đẹp, những cái nơi chốn mình đúng. Đi đến, phải không bác sĩ? Dạ, trước khi mình chấm dứt, vì cuộc đời của mình chỉ có 24 tiếng mỗi ngày, và mình nhiều lắm là 100 năm, hết sức, đúng không? 8 tiếng mình ngủ rồi, rồi 8 tiếng mình đi làm, còn lại 8 tiếng mình chơi Facebook thì cũng được. Đấy, ok, so, chúng ta phải cân bằng cái thời gian, về thời gian rất là quý báu. Vâng. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.